xanh đậu anh ơi. Đậu xanh đó. Đậu xanh của mình á. Ăn thử đi. Tay đúng không? Đúng rồi. Em ăn cái mùi thức cho em nói cái gì vậy? Cũng chính xác, tự nhiên biết nó nói rồi không được. Cuốn tất cả các loại rau vô chứ trong cái mình để cái đó lên mình quấn lại. À vậy hả? Sắp rau vô hết xong cái bỏ vô giống như bỏ cuốn vậy đó. Bỏ rau này đâu gì anh? Cái đó là đừng như con cá chết trên bờ đá, đừng như con dê chết trên bờ đê, sắp mà công an chờ. Sống mà không dễ chơi.